thầy đàn con hát, xóm làng cùng vui. Hồn sẩm lắng đọng cuộc đời, con hãy chắt lọc những lời cổ nhân. Chẳng yêu, chẳng nể, chẳng vì, cũng liều nhắm mắt yêu bước đi cho đành. Hôm nay sự thể hiện của Yến rất tốt, từ phong cách biểu diễn rất đĩnh đạc. Chú bất ngờ ngay trong cách hát của con nữa, cách sử dụng những cái nhấn chữ của con rất tốt. Thầy ơi thầy, ngày đã về tới Trần Nam Sơn, trên bến, dưới thuyền, đông vui tấp nập. Con hãy nhìn ra chốn xa xa, đó là làng cổ Dũng Nhuệ Chùa Keo, Thánh Tổ Chợ Bồng. Dạ, thực cảnh trần ai, non bồng nước ngược. Thầy cho mình dừng chân tạm nghỉ, dưới bóng đa già, thầy kể chuyện con nghe. Dạ. Bậc cổ đức xưa dạy lại rằng, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, hoa xoan tím nở, nhà nhà người người lại hớn hở hân hoan. Họ đi lễ chùa, lễ Phật cầu bình an, nhân sinh an lạc, thế gian đủ đầy. Vậy ạ? Con ơi, phát huy tiếp nối mở mang, thầy đàn con hát, xóm làng cùng vui. Hồn sẩm lắng đọng cuộc đời, con hãy chắt lọc những lời cổ nhân. Bài ca mục hạ vô nhân, con hãy hát, hát để xa gần cùng nghe. Dạ. Tình ai ý mang.
chút nghĩa đèo bóng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét đánh giá từ ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tuấn ạ. Chú cũng rất bất ngờ. Bất ngờ là hôm nay sự thể hiện của Yến rất tốt. Từ phong cách biểu diễn rất đĩnh đạc. Chú bất ngờ ngay trong cách hát của con nữa. Cách sử dụng những cái nhấn chữ của con rất tốt. Hôm nay rất tốt mà chú là người đã nghe từ khi con tập cái bài này. Nhưng hôm nay chú rất bất ngờ. Đúng là cái biểu diễn của con vào trong một cái không khí như thế này, nó đã giúp cho con thăng hoa rất là nhiều. Hai là cái phần phụ trợ cho con, các cô các chú làm thực sự là một cái tiết mục rất chất lượng, rất chất lượng. Xin chúc mừng con, chúc mừng phần thi của con, thực sự là rất ấn tượng. Chúc mừng con. Dạ vâng, xin cảm ơn những ý kiến nhận xét đánh giá từ nghệ sĩ ưu tú Mạnh Tuấn.